Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tiết lộ những bí ẩn về vận mệnh tuổi Ất Dậu 2005 xứ Ngọ chi kê. Mỗi một con giáp sinh ra sẽ có những đặc trưng riêng biệt, thể hiện ra tính cách, vận số đặc trưng riêng của mình. Và tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 cũng như vậy. Họ có những đặc điểm mà những tuổi khác không có, những ưu điểm riêng biệt của tuổi này, đồng thời cũng ẩn chứa những nhược điểm trong tính cách, trong con người cũng như vận mệnh. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng kênh Tử Vi, chúng ta hãy cùng nhau khám phá những đặc điểm nổi bật trong con người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 này nhé. Tuổi Ất Dậu hay còn được gọi là xứ Ngọ chi kê, tức là gà gáy trưa, năm sinh dương lịch từ ngày 9 tháng 2 năm 2005 đến 28 tháng 1 năm 2006, mạng tuyền trung thủy, nước trong giếng, thiên can Ất, tương hợp thiên can canh, tương hình thiên can kỷ, thiên can tân, địa chi Dậu, tam hợp Tỵ, Dậu và Sửu, tứ hình xung Tý, Ngọ, Mão và Dậu, nam mạng cung tốn thuộc đông tứ mệnh, nữ mạng cung khôn thuộc tây tứ mệnh. Màu sắc tương hợp màu trắng, màu đen, màu tương khắc vàng. Phật ban phúc, Phật A Di Đà, Phật ban trí, hư không tạng Bồ Tát, Phật hộ mệnh Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ bất động minh vương. Nam mạng hợp với hướng bắc, nam, đông và đông nam. Nữ mạng hợp với hướng đông bắc, tây bắc, tây, tây nam. Con số hợp mệnh 4, 6, 7, 1. Con số khắc mệnh 8, 2 và 5. Tuổi Ất Dậu là tuổi cầm tinh con gà. Đây là loài vật mang đức tính hiền lành, thân thiện, chăm chỉ. Tựu chung lại những người sinh năm 2005 Ất Dậu thuộc típ người thông minh, hết lòng vì công việc, không ngại khó khăn gian khổ trên con đường lập nghiệp. Thay ghi tiên vận và trung vận, mệnh số của Ất Dậu có đôi chút chông gai, vì vậy cần phải chui rèn ý chí mới có thể vững lòng vượt qua được. Tâm hồn của họ thực sự trong sáng, ngay thẳng, nghĩ gì nói nấy, cho nên đôi khi dễ làm mất lòng người khác. Với can chi này, ai may mắn sinh vào mùa thu, mùa đông thì được xem là hợp mùa sinh, vận số phúc đức có nhiều, công danh tài lộc đều đầy đủ. Ngược lại, nếu chẳng may nghịch sinh vào mùa xuân, mùa hạ thì số phận lòng đong, công việc, tình duyên đôi lần phải rời đổi. Nam mạng tuổi Ất Dậu và chịu nhiều đau khổ ở thời tiền vận, cả thể xác lẫn tinh thần, gia đạo hay gặp chuyện buồn phiền, công việc hay gặp trắc trở, con đường công danh phải hạn chế. Phải từ năm 30 tuổi trở đi thì vận mệnh mới dần khởi sắc, tiền bạc kiếm được nhiều. Nữ mệnh tuổi Ất Dậu thì thuở nhỏ cuộc sống được an nhàn vui vẻ, nhưng cũng gặp những khó khăn tại thời kỳ trung vận, số kiếp cô đơn. Tuy nhiên so với nam mạng thì sự nghiệp của những người tuổi Ất Dậu nữ mạng có phần khá hơn, chỉ cần sáng suốt giữ vững ý chí lập thân, hậu vận sẽ được ấm no và hạnh phúc. Ất Dậu là những người sáng dạ, thông minh, có chí khí, cứng cỏi. Người tuổi này có khả năng quản lý, hậu vận tốt, là những người thiện tâm, hiếu thảo nhưng lại khó cậy nhờ anh em bởi vì họ thường khó khăn về mặt vật chất. Những người sinh năm 2005 Ất Dậu thường phải tự lập từ nhỏ, tự lực, tự cường, chịu khó học hành, luôn muốn giúp đỡ người khác. Họ cũng có duyên và thân thiện với tất cả mọi người. Họ luôn cố gắng tìm kiếm nhiều điều tốt lành ở con người cũng như những sự việc xung quanh. Họ thích phấn đấu vì sự tốt đẹp của xã hội, nhiệt thành tham gia các công tác từ thiện. Người mang tuổi Ất Dậu là người thông minh. Theo tử vi cho thấy, họ là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, không sợ gian nan khổ sở, sẵn sàng đối đầu với sóng gió. Tuổi Ất Dậu hay còn gọi là xứ Ngọ chi kê, gà gáy trưa. Xứ Ngọ chi kê là hình tượng của con gà, với lòng dạ ngay thẳng, chí khí hiên ngang, tài lộc dư giả, phúc thọ vẹn toàn, không bao giờ có ý phải nhờ vả những người khác. Về đường tình duyên, đường tình duyên của bất cứ mệnh tuổi nào thì cũng vô cùng quan trọng. Ngoài dựa vào năm sinh của mình,
thì cũng cần phải chú trọng đến tháng sinh, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân sau này của bạn đến khi trưởng thành và tìm được sự hạnh phúc ấm êm của gia đình. Những người tuổi Ất Dậu nam mạng thì chuyện tình cảm có đôi khi không được như ý muốn, phải trải qua 3 lần thay đổi tình cảm, thường gặp phải những mâu thuẫn bất đồng xảy ra khiến mối quan hệ của bạn trở nên đổ vỡ. Khi bạn sinh vào những tháng 8, tháng 12 âm lịch, sau đó thì mới có thể tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Còn với những người tuổi nam giới Ất Dậu, nếu như sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 10 âm lịch, tình duyên của họ gặp được nhiều thuận lợi, có nhiều niềm vui, bất ngờ trong cuộc sống. Tuy nhiên cũng phải trải qua ít nhất 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên thì mới có thể tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Còn với những người tuổi Ất Dậu, nam mạng, sinh vào tháng 6, tháng 7, tháng 11 âm lịch thì con đường tình duyên của họ sẽ vô cùng may mắn, sớm tìm được ý trung nhân cho cuộc đời của mình, không phải trải qua bất kỳ sự thay đổi nào trong chuyện tình cảm. Còn với những người tuổi Ất Dậu nữ mạng, cũng tương tự như những người tuổi Ất Dậu nam mạng, chúng ta cũng cần vào căn cứ tháng sinh để xem chuyện tình duyên của những người tuổi Ất Dậu nữ mạng, và nó cũng được diễn ra trong 3 trường hợp dưới đây. Thứ nhất, với những người tuổi Ất Dậu nữ mạng sinh vào tháng 4, tháng 9, tháng 12 âm lịch, con đường tình duyên của những người này cũng sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi về mặt tình duyên hạnh phúc, trải qua khá nhiều mối tình đẹp, lãng mạn nhưng lại không đi tới kết quả cuối cùng. Sinh vào một trong những tháng kể trên, Ất Dậu nữ mạng có tình duyên khá lận đận, kết hôn thường khá muộn, tuy nhiên cuộc sống hôn nhân về sau thì có nhiều niềm vui, cuộc sống tốt đẹp, được hưởng phúc từ con cái sau này. Với những người tuổi Ất Dậu nữ mạng, nếu như sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 âm lịch, thì cuộc đời nữ mạng tuổi Ất Dậu sẽ phải trải qua ít nhất 2 lần thay đổi trong chuyện tình cảm, tình duyên, hạnh phúc, và trải qua nhiều khoảng thời gian khó khăn, chuyện tình cảm không được như ý muốn. Cuộc sống sau hôn nhân khá vất vả, nhưng tình cảm vợ chồng đặc biệt hạnh phúc. Với những người tuổi Ất Dậu nữ mạng, nếu như sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 11 âm lịch, cuộc đời của những người nữ mạng Ất Dậu sẽ được viên mãn với ý trung nhân duy nhất của mình đến suốt cuộc đời. Tình duyên tốt đẹp, trong tình yêu có nhiều may mắn hạnh phúc, cuộc sống một vợ một chồng. Sinh vào trong những tháng kể trên, họ sẽ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên và tình cảm. Ất Dậu mạng thủy số này, mạng thủy nước giếng chảy hoài liên miên, thu đông sinh thuận thời yên, trai thì sung sướng, gái thì đẹp xinh, xuân hạ lỗi số cực thân, làm ăn có của thế mà phải lo, trung niên cũng chẳng có phần, lo lắng bươn bài tảo tần lo thân, lập nên nhà cửa nhiều lần thế mà cũng giả vì phần chưa an, hậu vận mới được an nhàn, làm dư có của tụ tài số cô, số phải tụ niệm ăn chay thì trời Phật độ họa may sang giàu, tấm thân an mạnh thảnh thơi, gia tài sự nghiệp có thời mới nên. Vậy thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 sẽ có những đặc điểm gì nổi bật trong tính cách, con người cũng như vận mệnh? Thứ nhất, Ất Dậu mạng tuyền trung thủy. Tuổi Giáp Thân, tuổi Ất Dậu là mạng tuyền trung thủy. Thân là lâm quan, Dậu là đế vượng của kim cục. Khi kim đã phượng thì thủy do đó mà được sinh ra. Tuy nhiên, do là lúc mới đang sinh ra, lực lượng chưa hùng dũng lớn mạnh, vì vậy được đặt tên là tuyền trung thủy. Nước giếng từ suối lạnh cho nên trong và lạnh, lấy mãi mà không hết, mọi người đều uống, trăm nhà dùng nước giếng mà sống. Nước trong là tinh khiết hay liêm khiết, nhưng nước lạnh là thiếu nhiệt tâm đối với nhân thế. Tuyền trung thủy không bao giờ tự phát, phải dựa vào thời thế, dựa vào thời cơ để đi theo, chứ không phải là người mở đầu khởi xướng. Người nạp âm tuyền trung thủy theo ngành tình báo, gián điệp thì hợp cách, nếu như cung mệnh có những sao hợp với tính cách này. Những người sinh năm 2005 là tuổi Ất Dậu, ngũ hành tuyền trung thủy, tức là mệnh thuộc thủy. Tuyền trung thủy có nghĩa là nước không có nguồn gốc rõ rệt, ở dưới sâu khơi, cho nên tư tưởng của người này thâm thúy, hành động khá ẩn dật. Giếng tốt, nước chẳng bao giờ cạn, cho nên người tuyền trung thủy đức cao vọng trọng vô cùng. Bản chất của tuyền trung thủy là dòng chảy, cho nên tính cách của những người mang nạp âm này khá phức tạp. Họ chỉ thích ở những nơi yên lành,
tĩnh lặng, song nội tâm lại rất hay biến động, là người hay suy nghĩ, trong động ngoài tĩnh, dễ bị tác động. Những người này có tác phong khá cẩn trọng nhưng phản ứng rất mau lẹ. Tuyên trung thủy thuộc hành thủy, xét chủ về trí tuệ, cho nên chỉ số thông minh của những con người này thường rất cao. Tuyên trung thủy ất dậu, thích giúp đỡ người khác, không toàn tính, cho đi mà không mong nhận lại, cống hiến hết mình. Họ ưa mềm mỏng, nhẹ nhàng, đạo đức thánh cao, tinh khiết và trong sạch. Nhưng nhược điểm của những người tuyển trung thủy ất dậu là họ học rộng, biết nhiều, trí tuệ sâu sắc nên hay suy tính, do dự trước khi quyết định bất cứ một việc gì. Một nhược điểm nữa đó chính là tuyển trung thủy khá đa tình, thích ăn chơi cờ bạc rông dài. Đặc điểm số 2, ất dậu dũng cảm và cứng cỏi. Tuổi ất dậu cầm tinh con gà. Con gà là con vật gáy buổi sáng, báo hiệu thúc giục công việc của một ngày mới bắt đầu. Chính vì thế những người cầm tinh con gà sẽ mang trong mình dũng khí rất lớn, biết vượt lên trước và thường rất giỏi giang. Áp lực, phản đối hay nghịch cảnh chỉ càng làm cho họ thêm vững tâm để có thể vượt qua mọi thử thách gian nan. Đặc điểm số 3, ất dậu gay gắt trong công việc. Những người cầm tinh con gà thường là những người thấu hiểu cơ hội, biết nhìn xa trông rộng. Họ gay gắt nhưng thường hay được mọi người tha thứ bởi vì họ luôn biết nhìn nhận những điểm cốt yếu của một vấn đề. Sự tự tin, nghiêm túc của họ sẽ mang tới hiệu quả và chất lượng của công việc. Một trong những đặc điểm nổi trội của những người tuổi dậu nói chung là luôn hướng tới sự hoàn thiện. Trong bất kỳ công việc nào, họ cũng sẽ dốc hết toàn bộ sức lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của họ đề ra quá xa vời so với phần đông của những người còn lại. Điều này khiến cho những người tuổi ất dậu trở nên cô đơn trên đường đời. Khác với những người tuổi dậu còn lại, ất dậu không tìm cách tác chiến độc lập. Họ thích là thành viên của tập thể. Mặc dù tiêu chuẩn của họ đặt ra vẫn cao, nhưng họ không đòi hỏi người khác phải đạt được điều này. Họ biết cách trao đổi công việc phù hợp với khả năng của từng người. Tuy vẫn giữ bản tính trung thực, có thể nói ra suy nghĩ của mình mà không cần vòng vo, giả tạo, những người sinh năm ất dậu không trực tính bằng những người tuổi tân dậu và đinh dậu, nhưng họ không có ý định đưa ra lời khuyên hay những đề nghị có tính chỉ trích. Những người tuổi ất dậu thích hợp với các công việc mang tính chất nghiên cứu chuyên sâu, sáng tác, phê bình văn học, luật sư, tài chính và du lịch. Một số ít có thể kinh doanh vàng bạc, cơ khí và kỹ thuật. Có người từng nói, muốn giàu thì phải giúp ích nhiều cho người. Tuổi ất dậu có nhân sinh quan cống hiến cho cộng đồng, nên rất nhiều người sử dụng dịch vụ của họ, cho nên họ không bao giờ thiếu tiền của. Họ luôn tâm niệm, muốn kiếm nhiều tiền thì đừng vội nghĩ đến tiền. Bởi vậy, thường khi có đóng góp, cống hiến thì tiền họ thu về không hề nhỏ. Đại đa số giàu có, một số ít thì rất nghèo bởi vì ăn chơi phung phí, bài bạc, vùng tay quá chán, bóc ngắn mà cắn dài. Những người tuổi ất dậu luôn biết trân trọng những gì đạt được, biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên. Tính cách này có thể mang đến cho họ sự phù hợp khi bước chân vào những lĩnh vực như chính trị. Do vậy, họ nên làm những công việc có liên quan tới chính trị thì sự nghiệp của họ sẽ thăng tiến rất nhanh và phát triển. Bên cạnh đó, họ còn là người có tư duy nhạy bén, lòng dũng cảm. Nếu như hoạt động ở lĩnh vực an ninh, quân đội, họ sẽ mau chóng đạt được chức vụ cao. Đặc điểm thứ tư, ất dậu là những người sáng tạo và khéo léo. Vì tính cách nghiêm túc của mình cho nên những người tuổi ất dậu sẽ nhiệt tình trong công việc. Chính vì những ưu điểm đó, các công việc cần tính thiết kế, sáng tạo sẽ rất phù hợp với họ. Họ cũng sẽ rất nhanh chóng bắt kịp với công việc mới. IQ của những người tuổi ất dậu rất cao bởi vì trí tuệ sâu sắc, lại học nhiều, học giỏi, cho nên sức sáng tạo và sự khéo léo của họ cũng sẽ rất tốt. Đặc điểm thứ năm, ất dậu là những người lãng mạn. Những người thuộc tuổi con gà là những người lãng mạn. Vì vậy, đối phương thường cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên với những món quà mà họ dành tặng cho mình. Ngoài ra, họ rất được lòng các thành viên trong gia đình, được bạn bè yêu mến. Đa số những người tuổi gà luôn có hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Số ít còn lại, mặc dù hôn nhân sẽ không suôn sẻ, nhưng cuộc sống cũng tương đối mỹ mãn, khiến cho họ hài lòng. Ngoài ra, mối quan hệ của những người tuổi ất dậu với các thành viên khác trong gia đình
thường hòa thuận bởi vì tính cách duyên dáng của họ. Họ rất lãng mạn với người mình yêu, thường khiến cho bạn phải ngạc nhiên. Họ cũng yêu thích được ở bên cạnh gia đình, bạn bè, mọi người thân cũng luôn yêu thương và quý trọng họ. Đặc điểm số 6. Ất Dậu là những người hào phóng và chân thành. Tuổi Ất Dậu hào phóng và chân thành hơn so với những người tuổi Dậu còn lại. Họ luôn cố gắng tìm kiếm điều tốt lành ở con người cũng như những sự việc xung quanh. Ất Dậu thực sự quan tâm, mong muốn giúp đỡ người khác, kể cả người không quen biết. Họ thích phấn đấu vì sự tốt đẹp của xã hội, nhiệt thành tham gia các công tác từ thiện. Do khao khát làm những điều tốt đẹp cho nên Ất Dậu thường có xu hướng ôm đồm, làm việc quá sức mình. Đôi khi họ hứa hẹn nhiều hơn khả năng và thông thường không hoàn thành được những việc đã bắt đầu. Đặc điểm số 7. Tuổi Ất Dậu kiêu hãnh. Ất Dậu là những người tự tin và kiêu hãnh, cũng giống như tiếng gà gáy sáng của mình. Họ biết năng lực của bản thân mình, họ sắc sảo, luôn nghĩ mình đúng, thích lên lớp người khác và đôi khi sẽ khiến cho bạn khó chịu với cá tính kiêu ngạo của họ. Nếu như họ không biết kiềm chế bản thân thì những người sinh năm 2005 Ất Dậu sẽ trở nên thật hẹp hòi, khoe khoang và vô lối. Đặc điểm số 8. Ất Dậu là những người nóng vội. Hầu hết những người sinh năm 2005 Ất Dậu đều không có tính kiên nhẫn nhiều, kiên trì để tập trung vào một việc gì đó. Ban đầu họ có thể rất nhiệt tình nhưng sau đó sẽ nhanh chóng mất hứng thú. Bởi vậy họ cần tự tin vào bản thân mình, kiên nhẫn tập trung vào một vấn đề. Tuy nhiên, những người tuổi Ất Dậu mang tuổi con gà đều là những người rất đúng giờ khi làm việc, giống như tiếng gà gáy của mình. Các bạn đã được lắng nghe video tiết lộ những bí ẩn về vận mệnh tuổi Ất Dậu 2005 xứ Ngọ Chi Kê của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!